Gì vậy? Tiện đâu mua? Mua mua nhiều dữ vậy? Đâu có nhiều đâu. Thằng này có 45k à. Ăn sáng mua mì tôm. Mà mua đồ ăn vặt mua 40.000. Có tiền ăn là anh có quỷ đen à? Có. Chứ đâu ra? Tiền bữa giờ bán TikTok shop để dành cho bộ. Wow. Bán để dành. Chứ like cho em có trả lương đâu. Thì anh cũng like, anh cũng có được chứ bộ. Bữa sau đang nằm lướt lướt coi thấy chỗ này live stream cái thấy nó sao cũng rẻ quá, mua ăn thử. Mẹ đi quên miếng. Nếu mà em ăn thì em chung vốn nha anh. Anh lấy em vợ chồng anh tính toán là sao, anh người anh sống vật chất thiệt luôn á. Đụng tí là tiền, đụng tí là tiền. Đúng không? Anh cho em. Có đi cà phê đi trà nữa. Đi nước ngọt bà ơi, ai mà ăn bánh tráng mà uống cà phê, uống trà. Trà sữa nước ngọt có ga thì ok. Cuốn cái này nó phải có nghề. Wow. Có nghề hả? Ừ. Đó, bởi vậy nó phải ăn cuốn mới được. Em cuốn đâu được. Em cuốn đâu được ta. Quan trọng là ăn phải ngon. Lúc 5 giờ chiều á, trời ơi, trời ơi. Chứ em cũng không có đợi được. Mà em không ăn nhiều nước mắm đâu. Thật là anh phải ăn rồi xong mà em mới được ăn nữa. Đúng rồi. Ôi, lâu lắm. Review lúc nào cũng vậy hết á. Người ăn rồi ăn trước. Ủa, anh cho em. Để cho em hở miếng đi. Cũng ngon bữa. Ngon. Cho miếng đi. Cho miếng. Em ăn được đâu. Sao không được. Cho miếng đi. Cho miếng. Ăn nhanh đi tập gym nữa. Ăn còn đợi tập gym nữa. Tập cho nó tiêu bớt cái lượng bơ mình ăn chứ. Ăn xong cái bánh tráng chỗ này nó cuốn quá ha. Cuốn hút người nhai quá ha. Giá như mà 45 cành này người ta cho thêm một mình một cái hũ da heo nữa thì đúng bạc. Phải mua thêm đi. Hủ da heo cũng 25-30 ngàn chứ bộ. Mày gần vô. Chưa viết bài vậy hả? Mày phải bài bản vậy hả? Đó, nó phải có nghề mới làm được. Nhưng mà em vẫn thấy là hơi ít bơ. Thôi, ăn được rồi. Tập gym mà ăn bơ cho cố vô. Đủ rồi. Của anh ăn. Ăn xong rồi em cũng ăn thôi. Nói chung là thèm ăn hồi này được vừa túi tiền. Mẹ em thấy thiếu đậu phộng nữa. Mà cái hũ này biết hũ gì á. Tép. Tép tép răng mẹ, hành phi. Ta gọi là ruốc hành phi. Mà cũng ngon. Không phải. Cho miếng. Ăn mua ăn thì chửi. Chúng ta ăn thì xinh. Đâu có ăn chửi đâu. Cho miếng. Trời ơi. Vậy người ta sẽ nói anh là tham lam đó, anh có biết không? Người anh nhận được á. Phải chiên cho cái hũ thì được rồi. Đã bịch giờ ăn không hết rồi, không biết để đâu nữa. Có để được mấy ngày à? Nó chảy á, ý là vậy á. Để xem hũ ăn tràn xuống em có. Chắc ăn hết luôn rồi, tập gym quá. Chấm miếng.